Chào mừng các bác đã đến với kênh Hàng Nhật Nội Địa Hiến Vũ Các bác vào xem kênh nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh Hôm nay em lên cho các bác hai chiếc nồi cơm Dung tích 1 lít 8, điện 100V Đều sản xuất năm 2008 Chiếc thứ nhất là chiếc Nationa Dung tích 1 8 Cao tần, cốc bù ẩm, màn hình nét giọng nói cô gái Nhật em quay cái nòng nồi cho các bác xem là rất là đẹp nòng rất là đẹp doang còn tương đối cốc bùa là tiểu là cái chiếc thứ hai cũng là chiếc Panasonic dùng tích một lít tám Bana van dài dung tích 1.8 Phun sương bù ẩm Cả hai chiếc nồi Rất là bền và rất dễ sử dụng Cơm nấu rất là ngon Đây là doang của chiếc uh, Panasonic Dung tích 1.8 Rất là đẹp Nòng song Nòng song còn rất là tương đối luôn nay là chiếc la tiêu là dùng tinh môn 8. Màn hình nét, giọng nói cô gái Nhật. Đây là chiếc pana bàn Giải, Pana bàn dài dùng tích môn 8. Điện 100 V. Cả hai chiếc nồi này là dành cho gia đình đông người từ 5 đến 8 người ăn. Hình thức rất là đẹp. Tổ chức La màn hình nét giọng nói cô gái Nhật cao tần cốc bù Dùng dung tích 1 lít 8 và chiếc Panasonic cao tần phun sương mùa nấu cơm cực kỳ ngon dòng vip của hãng na ti cả hai chiếc nồi này dành cho gia đình đông người từ 5 đến 8 người ăn các bác có nhu cầu mua hàng xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920 em ship hàng toàn quốc các bác phải xem kênh nhớ cho em xin một nút like một nút chia sẻ một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển em xin cảm ơn mình quay hình trước bên ngoài cho các bác xem cả hai chiếc nổi rất là đẹp luôn cả hai chiếc đều sản xuất năm 2008 rất dễ sử dụng và được xếp vào dạng nồi đồng Cúi đá hãng Nationa, đặc biệt là chất lượng cơm tuyệt vời, cơm rất là ngon. Khi đã dùng đến chiếc Nationa và Panasonic này mà ăn cơm sang các nồi khác, không bao giờ là, 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 là sang những cái nồi khác là không thể nào mà ăn được bởi vì chiếc, chiếc nồi này chất lượng cơm của nó tuyệt hảo chất lượng nấu tuyệt vời cơm rất là ngon Thì các bác có nhu cầu xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920 em xin phạm toàn quốc các bác phải xem kênh nhớ cho em xin một nút like một nút chia sẻ một nút đăng ký kênh để kênh em ngày càng phát triển hai chiếc nổi chiếc nà và chiếc Panasonic dung tích một lít tám điện 100 v là hai chất hai chiếc nổi thuộc dòng vip của hãng Panasonic của nà chất lượng nấu cơm tuyệt vời rất dễ sử dụng thuộc dòng nối đồng cuối đà của hãng nà đây là dòng vip khẳng định thương hiệu của hãng nà Hình thức rất là đẹp luôn hai chiếc nồi mỹ tám khi các bác đã dùng rồi nhớ mãi không bao giờ quên bởi vì cái sản phẩm này cực kỳ chất lượng rất là bền và rất dễ sử dụng các bác có nhu cầu thì xin liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920 em ship hàng toàn quốc rất mong được phục vụ các bác Mình quay lại chiếc nòng nồi cho các bác xem cực kỳ đẹp chiếc nồi là điều là nòng nồi cực kỳ đẹp cực kỳ đẹp luôn chiếc nòng nồi của chiếc và Panasonic. Roang. Và Roang với chiếc Nationa. Có hai chiếc rất là tuyệt vời luôn. Và chiếc Nationa này có giá là 2 triệu rưỡi. Và chiếc Panasonic này dùng tích 1 lít điện 100 V này phun sương mù ẩm có giá là 2 triệu chức nationa na, màn hình nét giọng nói cùng gái nhật cao tần cốc bù ẩm có giá là 2 triệu 500 nghìn đồng các bác có nhu cầu liên hệ với em theo số điện thoại 0945 733 920 em ship hàng toàn quốc Năm xin dừng video tại đây cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi